Em xin chào tất cả các bác yêu và đam mê lan đã đến với kênh Phong Lan rừng của em. Tuần trước thì em có lên một video nói về cây kiều tím Quảng Ninh rồi. Thế nhưng có một số bác thì bảo là kiều hoa đẹp, thế nhưng nó tàn nhanh quá, nên là hôm nay em sẽ lên để chia sẻ với các bác về vấn đề hoa kiều cũng như là làm thế nào để cho kiều nó lên màu đẹp nhất có thể nhé. Em nói là đẹp nhất có thể trong chậu kiều của chúng ta. Trước mặt các bác đây là một chậu kiều mà lúc trước em mua thì họ bảo là kiều Lai Châu Yên Bái gì đó. Nói chung là đại khái là không phải kiều tím miền Trung. Thế nhưng em nhìn cái hình dạng thì nó là kiều tím miền Trung rồi, không phải là kiều phía Bắc. Cái thân già của nó khá là dài. Và trong video hôm nay em sẽ có 3 chủ đề để tâm sự với tất cả các bác cùng có đam mê với lan kiều. Thứ nhất là về kiều vùng miền nó như thế nào. Và cái thứ hai là về màu sắc hoa. Và cái thứ ba đó chính là độ bền hoa. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Như các bác thấy hiện tại trước mặt các bác đây là một chậu kiều. Lá thì khá là dài và thân thì dài miên man luôn. Lúc trước em mua thì người bán thì họ có bảo là đây là chậu kiều tím khu vực Tây Bắc, Lai Châu, Điện Biên gì đó. Nói chung là không phải là kiều miền Trung. Thế nhưng theo cảm nhận của em sau một thời gian chơi kiều thì em nhận thấy là đây là cây kiều miền Trung các bác ạ. Như các bác cũng biết rồi, kiều tím ở khu vực phía Bắc thì đa phần là thân nó khá là ngắn, nó chỉ dao động từ 20 cho đến 50 cm là dài lắm rồi. Như là một số cây kiều như là kiều Thanh Hóa, kiều Yên Tử, rồi kiều Yên Bái đấy, thì đa số là thân nó đều lùn lùn, ngắn ngắn thôi. Chứ em không thấy nó có kiều nào mà nó thân dài miên man như thế này. Cây này nếu mà chúng ta duỗi thẳng như thế này cũng tầm 80 đến 90 cm các bác ạ, khá là dài. Thế nên cái vấn đề mà chúng ta mua kiều ấy thì nó chỉ họ nói là kiều ở đâu ấy thì chúng ta chỉ biết như vậy, chứ còn thực tế có phải như vậy hay không thì chúng ta không biết được nhé. Về vùng miền thì nói chung là kiều vùng nào nó cũng đẹp cả thôi, thế nhưng về giá trị thì nó sẽ khác. Ví dụ như là kiều khu vực phía Bắc thì chắc chắn là nó sẽ đắt hơn khu vực miền Trung rồi. Miền Trung là kiều nó rất là rẻ. Về cách nhận biết qua thân lá thì em thấy có một số bác thì chia sẻ là thân nó rích rắc như vậy thì là kiều miền Bắc, còn thân nó thẳng thướt lướt ra ngoài thì là kiều miền Trung. Thế nhưng cái này nó không có thuyết phục cho lắm, vì em thấy kiều nào nó cũng rích rắc cả. Thế nên là điểm này chúng ta có thể bỏ qua nhé. Còn về thân lá thì khu vực miền Trung thân lá nó khá là dài như trước mặt các bác đây. Còn kiều ở khu vực phía Bắc thì đa phần là lá nhỏ và lá khá là ngắn, nó kiểu như là lá nhựa ngắn và nó khá là dày. Còn lá này khá là mỏng các bác ạ. Nếu mà các bác chưa thấy hoa ấy thì chậu này các bác có thể sẽ đoán là kiều mỡ gà vì lá nó rất là mỏng đấy. Thông thường nếu mà kiều tím khu vực phía Bắc mà chúng ta bẻ như vậy nó sẽ gãy ngay. Lá nó khá là dày. Đó là về lá. Còn về hoa thì cái này khá là rõ ràng. Đây hôm nay em vừa có nụ vừa có hoa cho các bác xem này. Chậu này do nó ra hoa không đều nên là em kích này. Đây, kiều nụ của kiều miền Trung. Bên ngoài nó cũng sẽ có màu tím nhé. Còn nụ của kiều phía Bắc thì đa số là nụ màu xanh lét, nó không có một chút màu tím nào. Những cái ngấn này này nó đều là màu xanh hết nhé các bác ạ. Thế nhưng lúc nó nở thì kiều màu hoa nó khá là đậm. Thế nhưng còn đối với dòng kiều tím miền Trung thì nó tím ngay từ khi nó chưa nở hoa cơ. Thế nhưng lúc nở ra thì nó không có được đậm cho lắm. Còn về vấn đề ngồng hoa thì đây, hôm trước em chậu kiều ở Quảng Ninh em vừa tàn thì em có cắt xuống đây. Các bác có thể so sánh ấy. Đây, kiều miền Bắc ngồng nó
khá là sáng, ngồng nó màu hồng. Thế nhưng hoa nó lại khá đậm, còn kiểu tím miền Trung. Hoa này, cuống hoa này, rồi cho đến những cần hoa đều rất là tím, tím khá là đậm nhá, nhìn như vậy thôi, tím đậm lắm này. Đó, đây có thể là những điểm nổi bật của kiểu tím miền Trung. Và có thể khẳng định chậu này chính là kiểu tím miền Trung các bạn. Lúc em mua chậu này cũng khá là đắt, đâu đó là 6-700 gì ấy, nhưng mà khá là lâu rồi, 4-5 năm nay rồi. Nhưng do em cũng chẳng có chăm chút gì, em ghép ở một cái lũa này nên là nó phát triển khá là chậm, một năm nó lên được 2-3 thân tơ thôi. Nên là mãi nó không có phát triển nhiều. Đấy là về vùng miền. Còn thứ hai là về màu sắc hoa. Màu sắc hoa thì các bác để ý đấy, màu này nếu mà nói về kiểu tím miền Trung ấy thì màu này là cũng gọi là màu tương đối là đẹp rồi đúng không ạ? Về kiểu tím một về màu sắc hoa của kiểu tím miền Trung thì nó rất là nhạt, còn có tên là kiểu hường cơ vì nó khá là nhạt, nó chỉ có hơi hường hường một chút thôi. Thế nhưng chậu này của em thì như vậy thì em đã đánh giá là rất là tím rồi. Em có một hình ảnh hoa của năm ngoái mà không biết còn lưu giữ không, nếu mà còn thì em sẽ chèn vào cho các bác xem. Nó khác một trời một vực luôn. Chính vì thế nên là cái màu sắc hoa này chúng ta có thể điều chỉnh được các bác nhé. Nhưng là điều chỉnh ở mức độ cho phép, còn gọi là nó tím hơn và nó đẹp hoa hơn, khuôn nó to hơn thôi, chứ còn vấn đề về nó tím đậm như là kiểu Thanh Hóa hay là kiểu Yên Bái thì không có đâu nhé. Nó chỉ là tím hơn, nhìn nó sướng mắt hơn thôi. Đó. Chính vì thế nên là em quyết định ra video này để chia sẻ đến toàn thể các bác mới chơi. Những ai mà chưa biết cách để chúng ta chăm kiểu nó nở hoa được đậm, đẹp thì có thể thông qua video này các bác sẽ phần nào hiểu hơn về cây kiểu cũng như là chăm sóc nó làm sao cho nó phát triển tốt nhất. Khi mà chúng ta nói đến màu sắc hoa thì cái vấn đề chăm sóc và tiểu khí hậu nó quyết định đến 60% luôn đấy các bác ạ. Giống nó chỉ là 40% thôi. Vì khi mà chúng ta chăm ở một nơi mà nó không có nắng thì hoa nó sẽ rất là nhạt nhẽo và bông nó khá là thưa và nó rất là ít hoa. Như chậu này của em năm ngoái ấy, em để ở một chỗ râm nên là chỉ ra được một gồng hoa duy nhất và hoa cực kỳ là xấu, hoa nhạt trắng hường luôn, nhìn rất là chán. Và lúc đấy thì em đã đăng bài để thanh lý chậu kiểu này rồi, thế nhưng may mắn là không ai hốt đấy. Thế là năm nay nó lại nở tiếp này, hoa rất là đẹp luôn đấy. Chậu này hoa như thế này là rất là tuyệt vời rồi. Về màu sắc hoa chúng ta điều chỉnh là cho nó ăn nắng sáng và chăm nhiều kali, hoa đủ dưỡng chất thì hoa sẽ rất là đẹp, khuôn cánh nó rất là to. Và màu sắc thì chúng ta cho nó ăn nắng nhiều thì nó sẽ tím đậm hơn, vì cây kiều này cũng là một trong những loại lan lá khá là dày nên là ăn nắng sáng từ sáng sớm cho đến 12 giờ trưa là hoàn toàn bình thường nhé, không hề chết được nhé. Em ở đây, em đặt ở góc bên này, hiện tại đang là 12 giờ nên là vẫn còn một chút nắng đây. Thế nhưng em để đây suốt một năm nay rồi nhưng không hề có vấn đề cháy lá gì luôn, nên là các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Còn ở chỗ em đây, xung quanh bê tông hóa hết, khu đô thị rất là nóng nực, vào mùa hè có nhiều lúc còn đạt lên đến 40 độ C. Thế nhưng kiều có thể thích nghi được nên là các bác hoàn toàn yên tâm, trừ các bác ở khu vực nắng nóng quá thì có thể cho ăn nắng nó rút ngắn hơn về buổi sáng là ok. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ để nắng tán xạ, hoa nó rất là nhạt nhẽo luôn. Riêng về dòng kiều này nó rất là cần nắng nhé. Và yếu tố thứ ba chính là độ bền hoa. Đúng là kiều thì nó là một loại lan hoa giấy khá là mỏng đấy. Các bạn có thể thấy là hoa của nó khá là mỏng và nhăn nheo. Thế nhưng chúng ta chăm sóc đúng cách, đủ dưỡng chất, đủ ánh sáng thì độ bền hoa của nó cũng hoàn toàn có thể đạt từ 7 đến 10 ngày các bác nhé.
như ngồng hoa này của em đây, ngồng bên này em do là em đợi mấy ngồng bên kia nó nở cùng lúc nên là đợi mãi, đến hôm nay cũng đã một tuần nay rồi mới lên clip được. Thế nhưng hoa hiện tại thì vẫn còn gọi là khá là tươi tắn đấy chứ. Đấy, vẫn còn rất là đẹp đấy các bác. Nên là hoàn toàn có thể chơi được 7 đến 10 ngày. Và để cho một chậu kiều mà nó có độ bền hoa cao thì chúng ta sẽ phải chăm sóc sao cho nó thật là đầy đủ, thì độ bền hoa của nó sẽ tương đối là cao, có thể gọi là phát huy được tối đa cái vẻ đẹp của nó. Nhưng là chúng ta sẽ để ở nơi có nắng nhiều này, chăm sóc nhiều lần kali lúc nó chưa nở nhé, rồi sau nở chúng ta không tưới nữa. Đó là những cái mà để giúp cho cây kiều của chúng ta sẽ nở hoa lâu hơn. Và chậu to như thế này, nếu mà chúng ta có một chậu nó to nhiều thân và nó nở lai dai như thế này, các bác có thể thấy này, có những ngồng thì đã nở rồi, có những nụ thì vẫn còn đang bé xíu, còn những nụ thì đang choi choai như thế này. Nếu mà nó nở một cách lai dai như thế này, mặc dù nó không được rộ cho lắm nhưng mà về chơi hoa thì nó được khá là lâu nhé. Có thể nụ này nó tàn nhưng nụ khác nó lại nở, nên là hoàn toàn nó có thể nở lai dai trong vòng 20 ngày cho đến 1 tháng các bác ạ. Nên là vấn đề mà chúng ta chăm sóc nó vẫn là quan trọng nhất. Và về vấn đề ánh sáng, đó là một trong những điều kiện kiên quyết nhất cho cây kiều phát triển. Như các bác thấy đây, cây kiều nó là dòng lá nhựa nên là độ chịu nắng của nó cũng tương đối là tốt nhé. Nó không phải là chịu nắng cả ngày, thế nhưng nó chịu nắng sáng từ sáng sớm cho đến 12 giờ trưa là hoàn toàn bình thường, không hề chết được. Nên là chúng ta rất cần cho nó ăn nhiều nắng để cho màu sắc hoa nó đậm hơn này, cho nó dày cánh hơn này, cho nó độ bền hoa nó cao hơn. Đây các bác có thể quan sát thấy những cái vỏ này đây, nó nở lâu nên là bây giờ nó đã khô và giòn tan rồi, còn khi mà nó nở mới nở ấy thì nó vẫn còn như thế này. Nên là cây kiều ấy mà chúng ta chăm nó đúng cách, đủ dinh dưỡng thì hoàn toàn nó có thể cho độ bền hoa khá là cao và đáp ứng được nhu cầu chơi lan của chúng ta. Vì cây kiều nó cũng là một cây chơi thân lá rất là tuyệt vời nếu mà chúng ta ghép vào chậu. Như hôm trước em ghép chậu kiều Quảng Ninh vào một cái chậu thuyền thì nhìn nó cũng khá là đẹp, vì cây này nó là cây thân lá quanh năm, nó không bao giờ xuống lá, cho nên khi mà nó không ra hoa thì chúng ta chơi thân lá nó vẫn rất là đẹp. Và video của hôm nay cũng hơi dài liên miên rồi, em cũng xin phép được kết thúc tại đây. Nếu mà các bác lần đầu đi qua thấy những kinh nghiệm hay thú vị áp dụng được thì các bác đừng quên để lại cho em một like và một đăng ký kênh để em có động lực ra những video tiếp theo hay hơn gửi đến tất cả các bác mới chơi như đang tìm hiểu về lan nhé. Còn bây giờ thì em chúc tất cả các bác sẽ chăm được một giò kiều nó sẽ nở hoa đẹp ưng ý như mình mong muốn nhé. Này, cho các bác ngắm hoa lần cuối rồi thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiện tại dề này của em đang có 7 vòng hoa.